Hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Cơ Su. Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng chúng ta chỉ luôn biết đến những buổi lễ trừ tà, nhưng chúng ta lại chưa từng bận tâm đến người trừ tà. Một buổi lễ trừ tà thành công, người cha trừ tà sẽ được vinh danh và hơn hết là tạo lòng tin cho con của mình. Vậy nếu như chính bản thân cha, người trừ tà cũng sợ hãi con quỷ thì ra sao? Nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước mình có phân tích tựa game Faith The Unholy Trinity Chapter 1, một tựa game nói về đức tin và kèm đó là các nghi lễ trừ tà đáng sợ. Xong, đã được các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình. Thế nên hôm nay mình sẽ tiếp tục ở Chapter 2 của series Faith. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào quá khứ của John cũng như rõ hơn về những sai lầm của anh ta nhé. Let's go! À, và các bạn đừng quên tham gia group Du Cờ Su 2 và server Discord của Cờ Su nhé. Trước khi bắt đầu video này, nếu các bạn nào chưa xem video phần 1 của tựa game thì hãy xem ngay đi nhé. Faith, The Unholy Trinity Chapter 2 được phát trên bởi Airdrop Games, ra mắt vào tháng 2 năm 2019. Chapter 2 vẫn giữ lối đồ họa cũ, gameplay cũng không có gì thay đổi nhiều. Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với chapter đầu tiên. Lần này, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều linh hồn màu xám hơn. Cái chết cũng sẽ liên tục tìm đến nếu chúng ta không nhanh tay. Tất nhiên, cái chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Trong tập Faith thứ 2 này, thứ khiến chúng ta phải sợ hãi là những lá thư, những câu chuyện đánh mạnh vào tâm lý. Ok, tất nhiên là trước khi bắt đầu thứ gì đó thì chúng ta sẽ cần một chút tóm tắt đúng không nhỉ? Lưu ý, những chi tiết trong game sẽ có một số đoạn khá là trừu tượng. Vậy nên nếu có cơ hội, các bạn hãy trải nghiệm hết tựa game để có cái nhìn bao quát nhất nhé. Mở đầu game, ta sẽ nhập vai vào Charles Garcia. Ông ta sau khi đọc lá thư thúc giục của gia đình Michael đã tiến đến căn phòng đang giam giữ cậu bé. Michael bấy giờ đã mang một hình hài quái dị với làn da trắng kèm đôi mắt đỏ. Michael liên tục xin cha Garcia rằng hãy cho cậu bé gặp lại cha mẹ. Cậu bé thực sự rất nhớ nhà, nhưng cha Garcia lại không mảy may quan tâm đến. Ông ta tiếp tục nghi lễ trừ tà và lần này đã thực sự thất bại. Michael giờ đã biến thành Chupacabra. Anh ta vùng thoát khỏi xiềng xích và chạy đi. Cha Garcia liền đuổi theo cậu lên tầng trên. Bây giờ, Michael đã ngấu nghiến xác của một người. Thấy cha Garcia tiến đến và không ngừng trách tội, Michael dưới hình hài Chupacabra đã nhảy khỏi cửa sổ và chạy trốn, cha Garcia đuổi theo phía sau. Lúc này, màn hình hiện lên dòng chữ báo hiệu đã 2 giờ sáng. Ta lại quay trở về điều khiển John Ward trong khu rừng. Lang thang một lúc trong rừng, John tiến đến một nghĩa trang. Tại đây, ta sẽ gặp thêm vô số hồn ma kèm đó là những lá thư. Nhưng vì số lượng thư rất nhiều và rải rác khắp tựa game, vậy nên mình xin phép lược bớt nội dung của các lá thư và chỉ nhắc đến khi chúng thực sự quan trọng nhé. John cứ thế tiến vào một nhà thờ nhỏ. Tại đây, ta sẽ thấy 3 người đàn ông màu đỏ ngồi trên ghế. Họ cũng không hề phát ra một âm thanh nào. John tiến lại tấm gương được đặt ở giữa nhà thờ. Lúc này, hình ảnh phản chiếu John hiện ra. Anh ta đưa lên một cái chìa khóa, rồi nở một nụ cười. Sau đó, từ chỗ 3 người đàn ông màu đỏ kia xuất hiện 3 cái bóng màu xám bay ra khỏi nhà thờ. Những gì mà ta cần phải làm tiếp theo chính là tiêu diệt 3 hồn ma đang giận dữ. Mỗi một hồn ma sẽ tương ứng với sự biến mất của một người trong nhà thờ. Sau khi tiêu diệt đủ cả 3 hồn ma, khi ta tiến đến nhà thờ sẽ không còn sự tồn tại của người nào nữa. Thay vào đó, khi ta nhìn vào gương, bóng phản chiếu của John sẽ tự dùng chiếc chìa khóa đâm vào mắt mình. Sau khi cái bóng biến mất, ta sẽ nhặt được chiếc chìa khóa vàng dưới sàn và mở được cánh cửa tiến sâu vào rừng. Tới đây, ta sẽ gặp một nhà thờ bỏ hoang. Tiến vào trong, ta sẽ thấy khung cảnh rất cũ kỹ và kỳ dị. Những bức tượng, tấm kính có hình ảnh Đức Mẹ, cho đến cảnh tượng những cây thập giá đồng loạt rơi xuống. Chúng như đang muốn nói rằng, nơi đây không có sự tồn tại của Chúa vậy. John cứ thế tiến sâu vào bên trong căn nhà, cho đến khi anh dừng lại ở một căn phòng và thú tội. Nỗi lầm cũng như nỗi sợ của John dần được phơi bày qua những câu nói. Rồi, John bước ra khỏi phòng thú tội. Anh ta tiếp tục chiến đấu với một con ma trong nhà thờ. Sau khi chiến thắng, một cầu thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra. Tại đây, ta sẽ thấy những ký hiệu kỳ lạ. Kèm theo đó là một sinh vật màu đỏ to lớn, thoát ẩn, thoát hiện. Xong, John thoát ra lại khu rừng. Khi này, anh ta gặp 3 con nai chạy ngang qua mình. Tiến sâu vào trong rừng, John phát hiện ra dấu tích của 3 cái xác chết nằm cạnh nhau tạo thành một vòng tròn.
Kèm đó là một lá thư gửi cho John. Trong thư ghi rõ danh tính và lý do chết của ba con người. Kèm đó là nêu lại tội trạng của John trong quá khứ. Cuối thư, ta sẽ thấy những đoạn chữ kỳ lạ cùng số 666 xếp thành hình cây thập giá. Rồi, khi đọc xong lá thư, nơi ba vết máu kia bỗng bốc cháy. Khu rừng trở nên kỳ lạ. Áo hội giáo đỏ cũng đột nhiên xuất hiện xung quanh John. John đứng đó, hai con mắt liên tục chảy những dòng máu đỏ. Có lẽ anh ta đang gào thét, rồi anh ta dần tan chảy. Sau một pha khó hiểu như thế thì ta lại nhập vai vào Chupacabra. Hoảng loạn một lúc, sau khi chui vào đường hầm, John lại xuất hiện. Khi này, game đã dần đi đến cuối khi đưa ta đến một nơi gần giống đường cống, có tên là đường hầm kẹo. Tại đây, trên những bức tường đều xuất hiện những dấu tích màu xanh kỳ lạ, có thể là vô nghĩa hoặc liên quan đến quỷ Sa Tăng. Tất nhiên, cũng có những dòng chữ không vô nghĩa khi cảnh báo chúng ta về một sinh vật kỳ lạ sinh sống ở dưới đây. Ví dụ như là dòng chữ được in trên bốn cái tủ rằng "When you see it, don't move." Có nghĩa rằng khi bạn nhìn thấy nó thì đừng cử động. Và nó thật sự đúng. Khi vừa tiến đến, ta đã gặp một thứ vô cùng kinh tởm. Nó có màu xám, hình dáng lại giống con người, nhưng hai bàn tay của nó lại đính chặt vào mặt. Con quái vật dần mở tay ra để lộ một con mắt rồi vội chạy đi. Trong quá trình rất đuổi theo con quái vật, ta sẽ còn phải đối đầu với một số hồn ma khác, đặc biệt là đối đầu với chúng trong đêm đen. John cứ tiến lên rồi lại dây chừng, chống trả cho đến khi anh đến một nơi cũng gần giống một mật thất của giáo hội. Khi này, một người xuất hiện ở phía sau John khuyên nhủ anh rằng không cần phải sợ hãi. Ta vẫn không rõ đây là ai, nhưng anh ta sẽ là người giúp được John tiêu diệt ma sơ ở nơi mật thất đấy. Bà ta cũng như là trùng cuối của game vậy, một màn chiến đấu đầy cam go. Cũng tại đây, chúng ta sẽ mở ra tổng cộng 5 ending như sau. Ending 1. Ending này diễn ra sau khi John chiến thắng. Khung cảnh khi này sẽ chuyển đến lúc John nằm trên giường bỗng bật dậy như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Trên bàn là lá thư mà vợ anh Karen để lại. John di chuyển ra khỏi nhà của mình. Rồi ta sẽ thấy John lái xe trên đường kèm những dòng tâm sự giống như ở chapter đầu tiên. Ending 2. Ending này sẽ diễn ra ở một nơi giống ending 1, nhưng khác ở đây là John sẽ bị bao vây bởi giáo hội áo đỏ. Một sinh vật to lớn, kỳ dị cũng xuất hiện, và John chỉ có thể đứng đó khi đôi mắt tuôn trào những dòng máu đỏ. Sau đó, tất cả lại quay trở lại lúc John thực hiện nghi thức trừ tà. Anh ta tỉnh dậy, tiếp tục lên xe với những dòng tự sự. Nhưng khác là, lần này có một người màu đỏ lái xe đuổi theo anh ta. Ending 3. Để có được ending này, thì khi ta chiến đấu với ma sơ, hãy để cho người kỳ lạ xuất hiện kia, hay ta còn biết là cha Garcia giải quyết tất cả. Bây giờ, ta chỉ cần trợ giúp không để cái bóng màu đỏ tiến lại gần. Sau khi chiến thắng, mọi chuyện sẽ trở lại giống ending 1, nhưng thay vì những dòng tự sự thì ta sẽ nhặt được tờ giấy chứng nhận John đã khỏi bệnh. Ending 4. Ending này xuất hiện sau khi chúng ta chiến thắng hồn ma. Bây giờ, John sẽ liên tục bị một đứa trẻ màu tím theo đuổi. Sau đó, John sẽ hóa thành Chupacabra, giết chết hai người vô tội trên đường. Ending 5. Mọi chuyện lại tiếp tục khi mà John bị thương từ nhà thờ. Chúng ta sẽ điều khiển John ra ngoài khu rừng, tìm nơi có 5 tảng đá, mà dùng chính máu của John vẽ thành ngôi sao 5 cánh ngược. Bây giờ, chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu với một hồn ma. Trong lúc đó, sẽ xuất hiện một tờ giấy báo cáo với dấu hiệu tâm thần của John. Ok, và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong Fate Chapter 2. Một tập game không quá dài, nhưng lại mang rất nhiều bí ẩn. Còn bây giờ, mình sẽ nói về câu chuyện của Chapter 2 cho các bạn rõ hơn về những việc đã xảy ra nhé. Trong Chapter 2 này, chúng ta sẽ nhập vai vào hai nhân vật chính là John Ward và Charles Garcia. Để dễ hiểu hơn thì chapter 2 chính là quá khứ của những việc đã diễn ra tại chapter 1. Đầu tiên, ta sẽ nói đến Michael. Thật ra, theo một vài nguồn tin mình tìm được thì Michael chỉ đơn thuần là một cậu nhóc mắc phải căn bệnh còi xương. Nhưng người nhà cậu cũng như cha Garcia thì không nghĩ như thế. Họ tin rằng Michael đã bị chúng ta và đưa cậu bé cho Garcia mong ông ta có thể giúp đỡ cậu. Với cha Garcia, ông lại đối xử với Michael vô cùng tệ. Vì sự biến đổi kỳ lạ của cậu, Garcia đã trói nhốt cậu bé, và có lẽ ông ta cũng đã bỏ đói Michael. Khi vừa trốn thoát được,
cậu bé đã nhào vào và ngấu nghiến một con người tội nghiệp. Có lẽ Michael không sai, Chupacabra giết hại người vô tội cũng không sai. Cái sai ở đây lại thuộc về những con người đã đẩy một cậu bé thành một con quái vật chỉ bởi niềm tin mù quáng của họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về John Ward cùng cô bé Amy Martin. Chắc các bạn còn nhớ hai cậu bé Nate và Jason. Ở tập trước, mình đã bảo rằng đây có thể là hai người em sinh đôi của Amy, nhưng sự thật thì không phải vậy. Sự thật, hai cậu bé lại chính là con trai của John. Tới đây, chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng, John là cha xứ cơ mà, sao lại có con được? thì cái gì cũng có nguyên do của nó. John Ward đã phá vỡ lời thề với Chúa. Anh ta đã lập gia đình với Karen. Xong, họ đã có hai đứa con sinh đôi. Và cũng qua lời thú tội của John bên trong tấm màn, ta biết được rằng Amy đã nhiều lần cầu xin John rằng hãy cứu lấy cô bé. Nhưng anh ta đã quá hèn nhát. Cuối cùng là để cô bé bị con quỷ ăn mòn. Việc này đã đánh một đòn tâm lý rất lớn đối với bản thân John. Anh ta luôn bị ám ảnh, bứt rứt. Và cuối cùng, John chọn cách quay lại và sửa chữa sai lầm của mình. Tiếp đó là sự việc của chapter 1. Mình mong qua những gì mình nói ở trên, các bạn đã phần nào hiểu rõ được vũ trụ của Faith, The Unholy Trinity. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi qua một ít giả thuyết nhé. Trong một số ending, ta biết được rằng, sau tất cả, John lại tỉnh giấc trên chiếc giường của mình. Cứ như là anh ta vừa trải qua một cơn ác mộng dài vậy. Vậy ta cũng có thể đặt giả thuyết đầu tiên cho việc tất cả mọi chuyện xảy ra đều là giấc mơ của John. Karen cũng đã bảo rằng cô ta không thể chịu đựng thêm nữa. Có nghĩa là nỗi sợ, sự dằn vặt của John lúc bấy giờ đã không còn ở trong tiềm thức mà anh ta đã thể hiện ra ngay bên ngoài. Quả là thư, ba cái xác chết kia có tên lần lượt là Sandra Atwood, Angel Nicholas và Troy Ingalls. Họ đã bị sát hại dã man, một trong số ba thi thể còn bị thiêu rụi. Trong lá thư, họ còn đề cập đến cái chết của Amy Martin do chính tay John gây ra, chứng tỏ đây không chỉ là quá khứ mà chúng còn đang xen thực tại nữa. Tờ bệnh án trong ending cũng đã nhắc đến bệnh tâm thần của John. Vậy, không còn gì có thể phủ định được việc tất cả những gì xảy ra từ đầu đến cuối game có thể chỉ là ký ức hỗn loạn của John, thứ được anh ta chôn sâu trong tiềm thức. Ok, và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong Faith The Unholy Trinity Chapter 2. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để Cầu Su nhanh chóng đạt được cột mốc 200.000 subscriber nhé. Và cũng như ra nhiều video mới trong tương lai.